Rồi, hello, là đầu tiên là cho em thân xin được gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì sáng nay là ngày 14 tháng 7 năm 2024, em Thanh chạy vào gói cây để gửi đi cho khách. Tiện thể thì em Thanh sẽ quay sơ lược lại một cái đoạn video ngắn để gửi tới và chia sẻ cùng toàn thể mọi người. Thì đây là cái cây mini này, hai cây này. Cây đây và cây đây là làm ngày mùng 6 tháng 7 nhé mọi người nhé. Sáng nay anh trai từ Đà Lạt chốt hai cây đây thì sáng nay vào gói cây mà trời nó đang mưa quá mọi người ạ. Chắc tranh thủ quay sơ một đoạn video ngắn thôi. Đây là hiện tại tình hình sức khỏe của cây hiện tại trước khi em gửi đi nhé mọi người nhé. Video thì thường thường em quay lại, đa số là quay lại trước khi gửi đi tình hình sức khỏe của cây, để cho khách hàng xác nhận cây và cho chia sẻ cùng toàn thể mọi người. Rồi thì mọi người chờ đợi em nhé, để em đi gói cây nữa mọi người ạ. Sáng nay dậy cũng hơi muộn nên là vào đây trời nó đang mưa quá mọi người ơi. Tranh thủ gói cây chứ không kịp mất. À, đây cây đây, chi tiết cây đây nhé mọi người nhé. À, còn đây là cái cây mini cây nhỏ nhé mọi người. Rồi mọi người chờ đợi em nhé. Ra đây mọi người nhé, hiện tại bây giờ thì em đã đưa cây lên đến đây rồi này mọi người này. Bầu đây thì vẫn bầu từ lúc trên rừng làm về nhà đến bây giờ nhé mọi người nhé. Về nhà thì em chỉ dâm cây sơ thôi. Đó. Đây là cây nhỏ, cây mini này mọi người này. Còn đây là cây nhỡ nhé mọi người nhé. Toàn bộ tàn tán của em nó đây. Đó thì cây này thì làm ngày mùng 6 mà hôm nay thì là 14 rồi. Thì làm về cũng thời gian cũng khá là dài rồi đó. Đó. Mà cây hiện tại bây giờ là vẫn đang xanh tươi bình thường, vẫn phát triển bình thường nhé mọi người nhé. Đi qua đây mọi người thấy em chinh phục một cái cây thì nắn nót và cẩn thận như thế nào để mà có một cái cây khi giao tới khách hàng cái tỷ lệ hư hao thất thoát nó thấp nhất ấy mọi người ạ. Đó, đây là toàn bộ lá rừng nó đang còn nguyên đấy nhá mọi người nhá. Cây về vẫn đang phát triển bình thường đấy nhá. Làm cây phôi mà cỡ này về mọi người trồng không sống nữa thì thôi chứ mọi người phải coi lại cái cách mình trồng cây và cái cách mình chăm sóc cây chứ không thể trách người đi tìm cây được nhá mọi người nhá. Còn hãy đi ra chỗ khác để ta làm việc. Rồi thì qua đây em không có lan man nữa mọi người ơi. Qua đây thì em cũng quay sơ lại một đoạn video ngắn ngắn như thế này để chia sẻ cùng toàn thể mọi người thôi. Thì trước khi đi thì quay lướt sơ qua để cho khách hàng xác nhận cây, chia sẻ cùng toàn thể mọi người luôn. Giờ thì qua đây thì cũng xin chân thành cảm ơn người anh trai đến từ Đà Lạt, anh Tuấn Anh đến từ Đà Lạt. Anh cũng đã giao lưu với em cũng một số cây rồi, 3-4 cây rồi, thêm 2 cây nữa là nó thành 5 cây thì phải. Cũng xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ em nhé. Rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái cây tiếp theo mọi người nhé.